Thánh Gầy sẽ đổi biệt danh. Biệt danh mới của em từ nay trở đi sẽ là Thánh Tròn. Anh giữ nha. Một. Truyền qua Thánh Gầy. Hai. Truyền qua. Ba. Cẩn thận á. Bốn. Năm. Cái gì vậy bà nội? À. Ôi trời ơi. Gậy á. Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Quân Hùng đây. Wow. Và clip hôm nay đã bước qua tập 4 của series Căng Bụng Cùng Thâu Phan Hùng rồi. Tập 4 rồi cả nhà. Nhưng mà tập 4 này sẽ cũng là một tập đặc biệt. Khá đặc biệt. Đó là Thánh Gầy. Ê. Anh đang mới lấy cái tên của em mà bây giờ nó biến mất rồi. Thì Thánh Gầy hôm nay sẽ đổi biệt danh. Đã có một cái comment rất là nhiều người like, 20 like luôn, không biết bây giờ có tăng lên chưa, của một cô fan cứng xem kênh. Thì cái tên đó là gì, lát nữa mình sẽ vào trong bàn. Khi món ăn ra thì mình sẽ công bố cho cả nhà cũng như là Thánh Gầy biết nha. Em hồi hộp không? Cho nên clip hôm nay là đổi tên thì mình cũng ráng ăn hoàn thành thử thách ha. Hôm nay mình ăn món là hủ tiếu Nam Vang cả nhà, quán Thành Tín. Đó, địa chỉ đây là số 78 cả nhà, đường Cao Thắng, phường 4, quận 3. 80 Cao Thắng. Ủa 80 hả? 78 hay 80 gì đó cả nhà. Nhưng mà nói chung là nằm ngay khúc mà đối diện trung tâm ca nhạc nhè nè, trường tiểu học Nguyễn Sơn Hà, ở đường Cao Thắng nha. Ồ. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào trong cùng với Thánh Gầy để gọi ra một tô hủ tiếu Nam Vang khổng lồ. Đi thôi. Đây cái tô này. A few moments later. Rồi, em chào chị chủ à. Dạ. Chào em. Trời ơi. À, anh Lộc có thể quay sơ qua cho cả nhà coi cái tủ đồ hấp dẫn của bên chị nè. Ồ. Có tôm nè. Rồi những miếng bò viên, lưỡi. À, có thịt bằm nữa. Dạ. Ở những miếng phèo. Và ở đây là còn có thịt bằm nè. Đó, cái này là mình cắt sẵn. Qua đặc biệt. Đặc biệt là cái tỏi phi nha cả nhà. Ừ. Cái này dạ, với lại em nghĩ là cái tô của chị là có món đó nó sẽ ngon lên nhiều đúng không ạ? Dạ. Thì quán hủ tiếu Nam Vang mình là bán được lâu chưa chị? Chị bán 27 năm rồi. 27 năm luôn. Đó. Và mình bán dạ yeah. Mình bán cho từ khung giờ nào ạ? Chị bán từ 6 giờ sáng tới 9 giờ. Dạ yeah. 6 giờ sáng 9 giờ tối luôn à. Nhưng mà em thấy là mình còn có bò kho nữa hả chị? Đúng rồi. Oh. Hủ tiếu bò kho, hủ tiếu mực. Hủ tiếu mực nữa. Xương, giò, bò viên. Dạ yeah. Nhưng mà mấy món đó em nghĩ chắc bán sâu ha. Không, vẫn bán cũng đồng luôn. Đồng luôn, từ đó đến giờ luôn. Ừ. Dạ yeah. Nhưng mà cái món chính của mình vẫn là cái hủ tiếu Nam Vang hả chị ha? Đúng rồi. Em thấy thì dạ. Thì bán mực nó chạy hơn. Bán hủ tiếu mực chạy hơn. À. Thánh Gầy, ở đây là chị có hủ tiếu mực nữa. Em có muốn ăn vừa hủ tiếu Nam Vang vừa hủ tiếu mực không? Ừ. Hủ tiếu Nam Vang không thôi hả? Ok. Hủ tiếu mực nó có cái nước chấm này không? Chị làm luôn. Có nước chấm ngon kìa. Đâu? Cái này nước xanh này. Đó, cái này để chấm với mực đó đúng không chị? Nước chấm với mực. Thôi nếu Thánh Gầy không ăn thì lát anh ăn. Rồi, một tô hủ tiếu Nam Vang mình giá bao nhiêu vậy ạ? Tiếu Giang thường của chị là 50. Ừ. Còn đặc biệt là 70. Đặc biệt là 70 đúng không ạ? Hôm nay thì em đến đây là em cũng có một bạn. Là bạn này, vô đây em. Bạn này là ăn rất là khỏe. Thường bên mình á, người ăn nhiều nhất là mấy tô chị? Nhiều nhất là 2 tô. 2 tô thôi hả? Hoặc là bác chưa đặc biệt, hôm nay tô đặc biệt. Hôm nay bạn này ăn 6 tô. Em nói thiệt. Ăn 6 tô là. Dạ. Ờ ăn nổi không? Ê, không biết nữa thì lát nữa chị xem thử coi ăn nổi không. Lát chị xem thử ha. Vậy thôi bây giờ là lấy tô luôn Thánh Gầy ơi. Ăn 6 tô như vậy hả? Dạ đây. Đúng rồi, nó là cái thau á. Mà kiểu như mình đi ăn thì mình nói là cái tô thôi chứ. Đây.
bên em sẽ hay đem những cái thau đến để mà ăn 4-5 tô, 5-6 tô bên quán. Đó thì hôm nay em sẽ ăn trong đây, nhưng mà để cho định lượng nó chính xác á thì chị làm giùm em 6 tô hủ tiếu Nam Vang nha. 6 tô bỏ chung hết hả? Dạ, 6 tô vô cái tô của chị á. Làm 6 như... tô vô cái tô của chị. Dạ. Rồi, ok. Xong rồi em sẽ đổ vào để coi nó có đầy được cái tô này không. Ở đây đặc biệt là có xí quách nữa cả nhà. Em ăn xí quách không? À có ăn xí quách. Bây giờ là làm sao? Làm Nam Giang hết hả? Hay là có xí quách được luôn? Chị làm cho em 4 tô hủ tiếu Nam Vang và 1 tô hủ... Ê, 5 hủ tiếu Nam Vang và 1 hủ tiếu xí quách à. Dạ, là 6 tô tổng cộng. Ôi chung bà mua chung mặc đồ nhìn hài vậy. Hả? Gì? 6 tô đặc biệt hả? Ok chị ơi, em này nó muốn ăn 6 tô đặc biệt luôn. 6 tô đặc biệt luôn á. Dạ. Hay đấy. Đó, còn có gan nữa nha cả nhà. Nói chung là mình thấy đó, 2 miếng rưỡi. Dạ. 2 miếng thịt. 2 miếng thịt. Rồi, 2 miếng tim. 2 miếng tim. Cái nào cũng 2 miếng hết hả cả nhà. Cái này là chị làm cho em tô đặc biệt á. Chị làm tô bình thường trước phải không? Không, cho em 6 tô đặc biệt luôn đi. 6 tô đặc biệt luôn. Dạ. Em thấy á, thường một số quán người ta bán á, có quán không có gan, có quán không có tim. Ờ đúng rồi. Đó, nhưng mà quán của chị á, là có đầy đủ các món luôn nha cả nhà. Cả nhà đến đây ví dụ ai mà không ăn món gì thì nói chị không bỏ món đó vào. Nói thì chị thêm cái khác vô. Dạ. Nói chung quán chị đầy đủ như vậy cũng tiện đó cả nhà. Chứ nhiều khi mình muốn ăn gan mà một số nơi họ không bán nha. Họ không có bán món gan cùng. Biết sức mình đúng không? Không hiểu. Quá lẹ. Anh Lộc Thánh Gầy nói là hôm nay Thánh Gầy biết sức mình. Là tôi hôm qua quá lẹ. Rồi bây giờ lát nữa chị Trang nước lèo mình quay tiếp ha cả nhà. Đó nói chung là một tô thì đồ ăn, cái lượng đồ ăn sẽ như vậy nè. Đầy đủ các món và có thêm xíu quách. Nếu mà không có, nếu mà bạn này không ăn mực á thì mình sẽ thêm món hay sao ạ? À, nếu không ăn mực đúng mà rồi. 70 thì ví dụ như là có sườn. Ừ. Hoặc là có mực thì không có sườn. Dạ. Đó. Chan nước thì đưa ra. A few moments later. Cả nhà ơi, cái tô này á là hồi nãy mình mới cân bên trong kia là nó gần 300 g. Cái này mình không biết có quá cân không, tại cân này có 1 kg à. Quá cân rồi ông ơi. Quá. Không, mình đứng ở đấy được mà. Chết Thánh Gầy rồi, chắc là tô 1 kg quá Thánh Gầy ơi. Nó quá cân rồi. Nó đụng hết cỡ rồi. 50-60-70 g. Ký 70 g. À cân này 5 kg luôn. Hả? À, bây giờ coi thử đi, coi cái này bao nhiêu. Nó khoảng gần 1.2 kg. Trừ đi 300 là 900 g. Xin vĩnh biệt. 900 g một tô nha. Rồi bây giờ mình đổ vô nha. 900 nhân cho 5 là 4.5 kg. Tô này nữa. Cái tô này là tô kết liễu nè. Lát nữa mình phải mua trái cây ủng hộ chú thôi. À đây là từ 5 kg. 800 g. Rồi giờ em đổ vô đi. Em giữ nha. 1. Truyền qua Thánh Gầy. 2. Truyền qua. 3. 4. Cẩn thận nha. 4. 5. Có này đúng không? Đúng rồi, vô luôn em. À rồi. Cái gì chắc anh ơi. Rồi, quá cân. Quá cân rồi. Anh. Quá cân không? Quá cân rồi. Ký mấy luôn rồi? 5 ký 4. Rồi, quá cân rồi. Hả? Ôi trời. Gậy á. Quá cân mà cân hồi nãy là 5 ký 4 á, là quá cân rồi không biết là bao nhiêu. 800 g. 4 ký 6. Rồi, 4 ký 6 hả? 5 ký 4. Anh nghĩ hơn á em. Hơn á.
tại cái cân nó quá rồi, nó cũng không chính xác. Nói chung là hơn 5kg á. Thôi nói chung Thánh gầy, đây là quyết định Thánh gầy. Cũng may Võ Sư Lộc nói rút là một tô bình thường đó em. Rồi thì bây giờ Thánh gầy sẽ thách tô này nha. Thánh gì? Tên gì? À, đây hôm nay Thánh gầy sẽ đổi biệt danh. Biệt danh mới của em từ nay trở đi sẽ là Thánh tròn. Tại vì bây giờ ở nhà cô Nam Lương nói là cái mặt của bây giờ Thánh gầy nhìn cũng rất là tròn. Mà em nói là cái em mập cái chỗ nào? Cái mặt. Em mập cái mặt thôi. Cho nên là cái phần dưới của em nhìn nó cũng không quá mập nên cái mặt tròn gọi là Thánh tròn. Thì cũng Thánh mong cả nhà tròn sẽ chấp nhận cái biệt danh mới của em nha. Anh Lộc thấy biệt danh này ổn không anh Lộc? Ổn á. Ok. Em nghĩ Thánh gầy có ăn hết rồi không? Dạ hết. À quên, Thánh gì? Thánh tròn. Thánh tròn. Có ăn hết tô này hay không? Anh nghĩ là banh xác á. Cái tô này với tô bánh canh cua thì không biết là tô nào hơn, nhưng mà về cái mực nước thì bằng nhau á. Em nghĩ là cái này sẽ với hết tô này vì tô này nó sẽ dễ. Rồi Thánh tròn. Sẵn sàng chưa? Giờ mình cũng bấm giờ coi Thánh tròn ăn tô này trong bao lâu. Chuẩn bị nha. 3 2 1 bắt đầu. Rồi chạy rồi nha. Mời cả nhà nha, ăn nào. Ờ, đầu tiên nó ngon vô cùng. Hủ tiếu nó nở ghê lắm. Trung ra sau luôn em. Dạ. Ngồi nè Trung. Đây đồng viên người em của mình. Rồi, cảm ơn chị. Đúng không em? Em. Dạ. Ngon quá ha. Thơm ngon ghê luôn. Giờ đang ăn ngon đúng không? Ừ, đậm đặc. Nước sâm này ngon lắm cả nhà ơi. Thôi tại vì hồi nãy chị nói là bên quán có hủ tiếu mực á, bán cũng chạy lắm. Cho nên là mình sẽ gọi một tô hủ tiếu mực để mình ăn. Còn Chung thì để bụng nha. Ok. Lát nữa Chung sẽ thử thách. Lát nữa anh sẽ thử thách em trong tô trắng thôi. Ok. Ừ. Nhưng mà nó cũng cỡ như hôm qua á, để có gì em luyện luôn ha. Ok. Chứ Chung ăn tô này thì không nổi cả nhà. Nhưng mà những bạn như Thánh gầy nè, hay Việt, hay Hân á, thì ăn trong tô này là có khả năng 1-9, 1-10. Chị ơi. Chị. Dạ. Dạ làm cho em tô hủ tiếu mực nha. Dạ. Tôm siêu bự luôn. Thôi. Lấy đi ngoài đây. Dạ đây chú. Bao nhiêu chú? 70. Rồi trái cây của chú nè cả nhà. Xoài, dưa hấu. Wow. Nè phục. Mình nãy chú cho mình một cái cân nên mình mua ủng hộ chú. Cố lên Thánh tròn. Bây giờ là em đã có biệt danh mới rồi đó. Hả? Hay á, nhập hàng em được. Biệt danh nó hay không? Em đừng có để mất cái biệt danh này nữa lần nữa nha. Sau Tết sẽ là Thánh tròn quay. Quay. Em phải ăn kịp với tốc độ nở của hủ tiếu á. Hủ tiếu này nở nhanh đó nha. Quên. Chúc sẽ thành hủ tiếu khô. Wow. Vừa rồi vợ mình nói là khô gà cả nhà. Ăn nói chung cũng khách hàng đánh giá cũng ngon, nhưng mà bán á mình ít quảng cáo cho nên là cũng không có bán chạy. Cho nên là mình hôm nay mình đem cái khô gà lá chanh theo để giới thiệu. Đó cả nhà. Thì Phan Hữu cũng có kinh doanh ngoài đầu phòng á. Thì mình bán cái hũ khô gà lá chanh này là hũ 500g, giá là 185k. Thì nếu mà mua 3 thì mình cũng free ship toàn quốc luôn. Còn mua 4 thì mình sẽ tặng thêm một hũ đầu phòng nè, hoặc là một phần salami ăn thử Võ Sư Lộc, hoặc là một hũ chẩm chéo của anh Hải Sapa TV. Đó thì cả nhà hãy nhanh tay đặt qua số điện thoại là 084-222-1578 hoặc 0844-020-114 nha. Rồi Phan Hữu xin cảm ơn.
bắt đầu rồi. Mấy chú sáu tô á, mấy chú sáu tô. Kênh gì con? Kênh Phân Ni Hùng. Phân Ni 20 tấn á. À, Phân Ni Hùng. Dạ. Đó, một hũ khô gà của mình nè, cả nhà nhìn nè. Đầy ắp luôn á. Đây, để mình bóc ra mình ăn nha. Hay à. Ngon không em? Cá không anh? Cho bò cá, trời ơi. Trời ơi, cho bò cá, cho bò cá. Lên hình luôn. Quá dữ. Chú ăn được mấy tô chú? Cái này là chấp chú 10 lần. Chấp chú 10 lần luôn hả? Chấp 10 lần hả? Cái này là 5 tô đặc biệt, 1 tô bình thường hả chú? Quá dữ luôn. Nào hả? Ồ. Quên tiêu hôm nay xuất luôn cho. Ờ, bỏ tiêu lòng quá nhiệt tình rồi. Dạ. Đó mình tí chanh vô được. Ờ, mình ta mình có thể đổ ra dĩa mình bắt chanh vô. Ủa, thánh gầy ơi. Ô, thánh gầy ăn có vẻ vơi đi nhiều rồi nha. Thánh gầy. Dạ. Ồ, cảm ơn chú. Dạ. Ôi cả nhà ơi, còn chần giờ nó mau ủng hộ kênh Phân Ni Hùng và Võ Sư Lộc nha cả nhà. Hãy nhấn nút đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được những video mới từ kênh. Em có tự tin hôm nay là hoàn thành cái tô này không? Ok. Bao nhiêu phần trăm? Không biết. Đúng rồi. Ủa cái mít anh đâu rồi? Trong tay. Ok. Nói chung từ giờ tới Tết đó cả nhà, thì những cái món khô gà hay là đậu phộng á, hộp mình à, hủ tiếu mực đây, hủ tiếu mực. Wow, nhìn thấy hủ tiếu mực rất là chất lượng luôn. Còn đấy nãy ăn ngao, tôi là tôi ăn trứng luôn, sáng nãy trứng là có thêm một khô mực này nữa đó nha. À, quá dữ không? Để chú đổ vô trong. Không, 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 chú không. Thôi chứ mày đổ nè, tôi nè. Không, 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 không. Cái này hạn sử dụng tới nửa năm lận. Cái này mình ăn tới Tết nửa năm sau ăn cũng vẫn không được. Có vẻ như thánh gầy đã ăn đồ ăn hết rồi. Mình cũng mình không phải là mình nói ra. Nói ra để mấy em nó ăn, không cho mấy em nó ăn phần đặc biệt, nhưng mà cái lượng đặc biệt bên quán nó phải nhiều hay là phải chất lượng như thế nào ta mới gọi là đặc biệt chứ. Nên nếu mà thánh gầy ăn 6 phần đặc biệt, còn sau là như là trung hay việt hay hơn thì cũng mệt. Nên mình sẽ phân phối ví dụ như là giữa phần thường và phần đặc biệt á, để ra cho mọi người xem được các phần thường ở bên quán thế nào, các phần đặc biệt như thế nào, nó sẽ hay hơn. Chứ thánh gầy biết là thánh gầy sẽ ăn được. Nhưng mà mình làm như vậy á, để cho cái clip nó thêm đầy đủ hơn. Chọn với em ăn nó cũng vừa phải, nó cũng không bị nhiều quá. Chúc làm một clip chia tay thánh gầy. Biệt danh á, biệt danh đúng không? Đấy là chia tay để thánh gầy về quê á. À. Thánh tròn. Thánh tròn. Chia tay để thánh tròn về quê. Còn thánh gầy thì đã, thánh gầy đã ra đi mãi mãi rồi. Thánh gầy đã chỉ còn là sĩ vãn. Gọi là liệm luôn. Giờ anh em ăn đua không? Hả? Khó biết trả lời luôn hả? Thôi rồi, em khỏi ăn con này nha. À. Thôi, giờ em ra đổi tô ăn. Hả? À. Ờ, anh gầy đối đáp hay đấy. Thôi, anh xin phép không đổi. Quay gần đúng nên em ăn thì em ăn một mình đi. Tròn tròn quay luôn á. Ba chén chè nữa. Ồ. Trong đó là mới một chén chè thôi, giờ ba chén chè rồi. Ê, ở đây có bạn nào sở trường ăn chè mâm không ta? Đó, lấy cái thau để ăn chè thì má ơi.
Có anh. Chắc là phải 6-7 mâm bình thường á. Có bạn Lộc á. Bạn Lộc ăn gần 2 mâm. Ăn ngọt á, nó cảm giác nó khó tả lắm cả nhà. Có nước cốt dừa này kia nữa. Rồi hôm nay mình ăn một tô để mình có sức mình đi quay với mấy bạn cho tới tối luôn á cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Nhưng mà em ăn vậy á, em ăn liên tục nó cũng mệt lắm nha gầy. Tròn chứ, mệt lắm nha. Tròn. Rồi gần hết rồi kìa anh. Thôi bị dữ á. Nên phải cố gắng tập luyện nha Tròn ơi. Đây vợ mình đang thử thách ăn trái cây. Đó, chào khán giả đi em. Thử thách hai bịch trái cây. Quá lẻ rồi. Ồ, ngon quá nha. Mình mới chan thêm tương ớt với sa tế vào. Ăn một miếng mực vào. Dạ. Rồi, mực nè. Hấp dẫn. Biết lý do tại sao Thánh Gầy ăn một cách nhanh như vậy rồi. Hả? Không. Thì anh thấy ngon, cho nên em cũng thấy ngon nên em ăn được nhanh như vậy. Nhưng mà tâm sự với các anh em cũng như là cả nhà thì cái này mình cũng sẽ lồng ghép cái yếu tố review vào á. Nên các anh em ăn á, chúng ta giảm cái phần thử thách lại một xíu để chúng ta có thể tâm sự, chúng ta trò chuyện với những người xem kênh thì người ta sẽ thấy đỡ bị căng thẳng á. Tại vì khi mà ăn những cái clip thử thách á, cảm giác mọi người xem á, có những người nhắn tin cho anh á, nó làm mấy con bé nó ăn dồn dập mà nhiều khi cô coi cô ép tim á, cô sợ quá cô không có tắt luôn, không dám xem nữa đó. Nên khi mình ăn mình kiểu cũng tâm sự một xíu để các cô chú hiểu được cái việc mình ăn á, nó sẽ không quá sức quá, và mình ăn mình còn có thể trò chuyện với nhau nữa, đúng không Gầy? À, đúng không Tròn? Đúng rồi. Quá nè. 6 tô phụ tử năm vàng. Chung nhớ ngày xưa anh em mình ăn 5 tô thôi là cũng là một thử thách căng rồi. Nhưng mà đối với mấy bạn này 6 tô mà 6 tô đặc biệt nữa. Quá nhiều nhân tố mới. Ăn như vậy thì nay mai đi ăn bún sứa được rồi. Hai tô. Bún sứa chắc các bạn một tô rưỡi thau này không? À, chắc cỡ đó. Okay. Phải hơn 1 ký. Bữa nào mình qua. Đem tô này qua bên uống sữa. Nhờ chị Mến làm ăn thử thách chơi. Hai tô uống sữa bên đó đổ vào này là đầy á, tràn á. Nhưng mà nói chung là biết đâu được đúng không em? Cứ luyện đi, biết đâu mai mốt mà máu máu lên đòi ăn hai tô uống sữa luôn sao? Đấy. Chung luyện đi, Chung đến ăn một tô. Ok, em ăn một tô được. Ừ, hách một tô uống sữa. Đấy. Đỡ chỗ. Và mình là cái gần sắp hết. Là nước đã vơi đi nửa tô rồi. Bao nhiêu bụng rồi Thánh Tròn? Chưa luôn hả? Biết là có thể biết. Khỏe ra là biết. Khỏe ra. Khỏe ra là biết. Khỏe ra là biết. Khỏe ra là đầy tô. Cố lên Thánh Tròn ơi. Cố lên and try của tao. Bánh hồn gần xong hết rồi. Dạ, em có một tô mà.
ăn ở đây nó phải gắn liền với một cái câu chuyện khi ăn những cái món hủ tiếu nè cả nhà. Đó là ăn càng về cuối á thì những cái hủ tiếu bên trong bụng mình nó sẽ nở ra, nó kiểu như nó chen lấn vào bao tử để nó kiếm đường để nó ngoi ra. Thì ngay mũi của em kìa, hít lên em, nó có lòng thòng mấy cọng rồi. Nhớ là anh lên lòng nói đó, nó ngoi ra luôn. Em tính dự định em khi về quê em sẽ làm gì thánh gậy à, thánh tròn những ngày Tết đó. Cho bánh tía rồi dọn nhẹ có chả dọn nhà dọn nhẹ dọn nhà dọn nhà đi thăm người yêu đúng không? Không, nếu mà anh tâm sự là trong năm mới sắp tới á em sẽ có dự định gì không? Dạ em cũng biết được chính phục mai tô bún sữa. Ồ cậu, nhớ năm sau là em qua lớp năm bốn hả? Ba còn 2 năm nữa thôi. Năm bè càng về năm cuối thì công việc cũng như là học nó sẽ căng lắm á, nên phân bổ đi ăn để cho nó đỡ căng thẳng. Chung là ra trường rồi em. Dạ tháng 8 năm là đi làm rồi cả nhà. Có những người em đã học xong rồi ra trường đi làm vẫn đi ăn tiếp tục. Chứng tỏ cái ăn này nó không phải là gọi là một cái việc bắt buộc mà nó là niềm vui á. Dạ được giao lưu với mọi người. Dự định cuối năm sau là gì? Cái gì? Cưới vợ. Từ em đừng có gấp, mấy cái đó không có nên gấp. Nói mấy này thánh tròn khoái lắm. Nói mấy này thánh tròn hưởng ứng liền. Lập trên tốn râu hả? Lập trên râu. Nếu mà em lập là em ngon rồi, em có sản xuất mà. Vô mấy cái xương. Thế là hủ tiếu á cô. Hủ tiếu cô là hết rồi đó. À, cô nghĩ em nó hấp hết nước được không? Cười rồi, cô cười. Cô nói ăn hết cái là đã giữ rồi đúng không? Không đồ hả? Không. Thì con cũng không biết nữa. Chắc là khó cô. Khó hấp hết nước. Nổi đâu. Nổi đâu. Ủa nó nước béo hay nhiều quá em. Phần cuối á, cái nó béo hơi nhiều quá, nó một hơi khó á. Lấy thêm hủ tiếu vô để cho nó đỡ quá, nó béo. Liếc rồi. Thao thường những cô chú chủ quán á, khi mà thấy anh em mình ăn như vậy á, đa số đều nói không hết được. Và thường những cô chú á chỉ ăn được, chỉ ăn một tô bình thường thôi. Hoặc thậm chí là ăn không hết tô bình thường luôn á. Nhưng mà gặp một bàn ăn 5 tô đặc biệt, 5-6 tô đặc biệt như vậy thì không tin là đúng rồi. Còn ngon không em? Còn có một cách để có thể khiến cho mọi người xem á, ngoài cái series mới này nó cũng hấp dẫn hơn á. Đó. Đó là mình sẽ tổ chức những cái cuộc đấu cho các thành viên trong nhóm mình. Ừ. Yeah. Có thể là thánh gầy sẽ đấu với Trung nhưng mà thánh gầy sẽ chấp. Đúng rồi. Rồi còn thánh gầy với Dương thì đồng nhau. Và hơn thì sẽ chấp thánh gầy kiểu vậy. Em muốn làm anh Dương không? Thôi gần đầu rồi anh Dương ơi, Dương đưa qua ơi. Em muốn xé vé anh Dương sao? Ấm cực nhỏ là của gầy đâu, gầy cũng khẳng định như vậy. Dương đưa qua không coi. Cả nhà thấy khi anh em mình vừa quay mà vừa trò chuyện như vậy á, clip nó sẽ thêm vui và sinh động hơn. Dạ. Chứ ăn mà quay từ đầu đến cuối cảnh thánh gầy ăn. Dạ. Trong miệng đầy thịt luôn. Từ đầu đến cuối. Chắc. Thịt chắc lắm không? Chắc thì ăn đi. Chắc rồi, bỏ rồi. Bỏ hả? Bỏ mình thôi. Vãi. Gầy đã buông
anh rất thích em như vậy. Được đấy. So với cái ngày đầu Thánh gầy đi ăn với anh em mình mà bây giờ thì Thánh gầy đã khác hoàn toàn luôn á. Nói nhiều hơn. Nói nhiều hơn và cũng gọi là đối đáp á, clip thêm sinh động hơn. Chạy cũng nhiều hơn đúng không em? Chạy nữa đúng rồi. Tô này nhiều hơn mấy tô thử thách đó. Nhiều hơn nhiều. Hơn 4 kg mà. Đúng rồi, mấy tô thách khoảng 4 kg, 3 kg rưỡi 4 kg. Đổ lên, ánh gầy. Ấy, ánh tròn. Ánh tròn. Ánh tròn mày đỉnh. Ôi. Mấy chị nè, mấy chị đang mua về. Đổ ra ngoài đó gầy. Ấy, hôm qua chị Hân vẫn chưa nghi thức trong tô này. Em hãy là người đầu tiên nghi thức đi. Clip hôm qua mình quay anh Lộc. Đây bạn em xem. Đây bạn em xem qua anh em mình quay clip đó đó. À, chụp gửi qua. Clip gà ống tre. Ôi, trời ơi. Đánh gầy ơi. Này, quả thằng này. Gầy này. Bơ nguyên cái thau luôn rồi. Máu quá rồi. Đại, đại dương chành về. Bưng cái thau lên, cái thau đang còn con nửa hạ xuống, cái thau đầy lên. Khó rồi. Hiểu không? Hiểu ý anh Lộc không? Hiểu. Cái lực ưng lên xong rồi. Ê, nói luôn rồi. Nói luôn. Em, vậy em. Đúng rồi, cái em còn nó béo rồi. Nhưng mà đây có phải là clip cuối của em trước khi em về nước ngoài không? Clip cuối rồi. Em có điều gì muốn nói với khán giả không? Em có chúc nữa em ăn xong thì em suy nghĩ cái lời chúc á. Rồi lời chúc Tết năm mới. Còn mấy em quay lại đây. Em cũng không biết nữa, chỉ chắc là một tháng. Tháng rồi, nó mẹ. Chúc quý khán giả sợ lấy. Quay lại nó phải xa gầy rồi, phải ghép nước mắt cho chung rồi. Anh chảy. Nếu chúc khán giả năm mới anh được nhiều như em đúng không? Wow. Thánh gầy làm anh rùng mình rồi Thánh gầy ơi. Ôi đây. Ở quay đây thấy cảnh mấy cô chú anh chị. Đây quá anh chay. Cố lên anh chay. Sức chú của em cũng khủng quá nha. Không chỉ giới hạn ở 4,5 kg đâu gầy. Cá tròn. Chưa có ngày đầu tiên mình đổi tên mình chưa quen. Đã mất gầy rồi. Đúng rồi. Tròn vuông tam giác. Tròn vuông tròn. Rồi ngày xưa có cái chen tròn vuông tam giác đó. Rồi. Coi. Không bờ coi. Rồi nó đưa một cái là hết một khúc. Cô chỉ biết người ta ông không có bài là anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, còn cô chỉ biết quay lưng và cười. Quá lẻ đẹp trai. Nhưng có vẻ là món này nó dễ ăn hơn món mấy anh vuông qua đúng không? Em vuông qua là bị ngán. Ngán phút cuối. Ngán phút cuối. Tại vì anh biết giò sao thì... nữa. Giò tới 7 cái con giò. Thánh gà đang ráng ờ. Đi mệt xíu ha. Đi mệt, đi mệt. 2 hours later. Action. Quay lại nào. Quay lại nào em chơi. Quá lẻ rồi. Đánh dài nó quá. Và lợi hại hơn. Cố lên em ơi. Cố lên, cố lên. Ờ lên. Đúng là những cái phút cuối là những cái phút cuối này nó là càng chứ không phải là cái này hết lần nữa cái một. Tại vì bây giờ ăn đã hơn 5 tô gần 6 tô rồi. Đúng rồi. Chứ phải là ăn một phần nữa. Ôi! Ôi! Đặc sản, đặc sản. Đặc sản trong kênh. Sao? Nổi không? Em không xíu nữa hả? Không, không, không có ép buộc nha. Em ăn không nổi thì thôi. Mới mốt mình gọi ít lại. Thấy không? Nãy mà em gọi 6 tô đặc biệt. Có phải là banh sát chưa? Hôm qua... Cảm ơn anh Lộc với em. Hôm qua em thấy em đã gà nó rồi.
này nó mắm vố lắm. Mắt bình thường mình thấy ngon, mình đói á, cái mắt bình thường to hơn cái bao tử. Đúng rồi. Người ta gọi là no bụng đốt con mắt đó em. Không, cái này anh Lộc ngày xưa cũng hay gặp phải lắm. Nhìn lúc đầu rất là giòn. Anh Lộc thấu hiểu cùng Thánh Gầy, đồng cảm với Thánh Gầy. Thánh giòn chứ, lộ. Thánh tròn. Dứt cái hết luôn em. Ê hồi à. Hả? Thôi. Anh Lộc, sao bữa nào mình thử thăm nhà. Hít thở sâu vô, hít sâu vô thở đều ra. Thiệt, nó thiệt mà. Hít thở sâu thở đều mấy cái đi. Ăn 6 còn thăm ngàn nữa. Xá nè. Anh tư xéo. Chuyện xá nè. Chuyện xá nè. Nhiều quá coi. Chắc là như cô nói rồi, em nó không hút nước được rồi. Thấy hủ tiếu sao nè? Ngon rồi, hủ tiếu ngon. Ngon hả? À. Giờ chỉ nhận xét được mọi thứ ngon thôi. Quá. Trời, con này phải 5kg á cô. Thôi, mình đánh từ từ thôi. Wow, được rồi em, được rồi. Trời ơi, hết luôn. Quá quá hay. Hết luôn. Đó rồi. Quá hay rồi. Thì cả nhà hôm nay là kiểu như là hôm qua thì do cái thời gian gấp rút và cũng như là buổi trưa nắng á, cho nên là Thánh Gầy cũng chưa có đủ năng lượng để mà ăn hoàn thành hết được cái tô. Nhưng mà hôm nay khi quay lại thì với một cái lượng đồ ăn như vậy á, thì cũng là một thử thách đối với Thánh Gầy. Thánh Tròn. Đổi tên rồi. Em cũng là một cái lượng thử thách đối với Thánh Tròn. Tên là Thánh Tròn từ nay từ cái tên Thánh Gầy không còn nữa. Đó. Chia tay với tên Thánh Gầy nha. Và cái series Căng Bùng cùng Thao Phan Đi Hùng tập 4 này cũng như là một cái để mà Thánh Gầy đổi tên thành Thánh Tròn theo comment nhiều like nhất của cô Nam Luân. Và Thánh Gầy cũng Thánh Tròn cũng đã hoàn thành được rồi, thì anh cũng chúc mừng em và sẽ có một phần thưởng dành cho em. Cảm giác ăn tô này như thế nào? Nó ngon. Nó thấy lô lè. Đây nó thấy lô lè. Em đây là cái tô mà như là cái trọng lượng nó nhiều nhất từ khi em đi ăn thử thách luôn á. Cho dù đây chỉ là thử thách của anh em anh thôi, nhưng mà với cái trọng lượng này là nhiều hơn tất bất cứ cái thử thách nào mà em từng tham gia. Còn cái thử thách kia nữa nghe em. Thế nào nữa? Đây anh thưởng em nha. Thử thách hai tờ mọi người. Yeah, mà để coi thử coi Thánh Gầy, Thánh Tròn nó ăn mục tiêu 49 phút. Vậy là cũng quá hay rồi. Ok, thì thôi. Chúc mừng em và Thánh Tròn nha. Dạ. Chúc Tết. À. Chúc Tết được không? Còn chúc Tết được không? Rồi, đầu sau năm mới. Là lúc cuối Thánh Gầy là như là cái giả nè. Ờ kìa. Vô nó như ra nhà báo nữa. Mời anh Hồng Vinh. Chúc giờ tắt tiếng giờ. Cái này có đôi lời gửi đến khán giả đi. Ê. Cái đây là clip cuối cùng mà em đi quay với anh Phan Đi Hùng trong năm nay. Về em chúc mọi người là sang năm mới thật nhiều sức khỏe và sự như ý. Rồi em cảm ơn. Rồi ok, thì nói chung Thánh Gầy Thánh Tròn cũng mới đi quay rồi, cho nên là cũng đang luyện cách nói. Mình nghĩ là nếu mà em còn gắn bó với tên Phan Đi Hùng đến cuối năm sau thì cái lời chúc sẽ hay hơn và bay bổng hơn. Dạ. Yeah. Lúc đó không biết là Thánh Tròn sẽ là bao nhiêu ký nữa. Lên danh sách 90. Ok, bây giờ anh em mình sẽ kết thúc clip ở đây để mà cùng đi qua một cái quán khác và tạo những thử thách mới gửi đến cả nhà nha cả nhà. Ok. Thì nếu mình có cái fanpage trên Facebook giống như người yêu mến và muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy like và theo dõi fanpage ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để ở phần mô tả. Và mọi người hãy đăng ký luôn kênh Phan Đi Hùng Vlog và YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên tóc của mình là Phan Đi Hùng 116 Võ Sư Lộc và hai tóc ngắn là Phan Đi Hùng Võ Sư Lộc, Võ Sư Lộc Phan Đi Hùng. Trong thời gian sắp tới như các bạn có bất cứ thử thách nào hãy để lại bình luận dưới comment, mình xem và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho các anh em cùng lên. Ok, xin chào các bạn. Ok, xin chào các bạn.